Rồi rồi rồi, mình vô được cái map có thanh niên ở clip trước rồi các bạn ơi. Ôi ơi, cơ hội trả thù. Thanh niên này là mình đã xử trước rồi, nên là cây cú kêu đồng đội bè phái 4 người xử tôi. Rồi rồi rồi, mình vô rồi, mình trả thù. Đây đây đây, đám nó đây ơi. Lướt nhẹ khịa khịa xíu ơi. Trời ơi, xuống xử mình các bạn. Rồi xong luôn, mới vô chưa có năng lượng. Hồi sinh. Mình đã xử thành công cái thanh niên top 1 rồi, nhưng mà thanh niên đó chưa trả thù được nha, chưa trả thù được mình, kêu đồng bọn trả thù. Thì bây giờ mình sẽ vô lại nè ha, bắn tôi, mới vô rồi mình đã bắn tôi rồi. Thanh niên top 2 này nè mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ cố gắng mình tìm thật nhiều năng lượng, quá trời là bị bè phá với nhau rồi. Này thì bắn quá trời sung rồi. Đâu rồi, lên trên. Khi mà mới bắt đầu trận chiến á, thì các bạn nên cầm bom nha. Tại vì cầm bom thì mình có thể đánh từ xa được, và cái mức độ khoảng cách phòng thủ cũng khá là nhiều nữa. Chứ mình đừng có cầm vũ khí tầm ngắn thì dễ đi đai lắm. Bây giờ mình cầm bom nè. Mới đầu thì mình sẽ chủ yếu ăn nhiều năng lượng nha. Có đi đai cũng không sao, quan trọng là năng lượng thôi các bạn à, khó ăn lắm. Có đi đai họ sinh vô là có sức mạnh à. Ơi, thanh niên 99. Ui trời ơi, gì vậy? Ủa, alo. Rồi, một thanh niên 99. À, mình cầm cái con cá mập này nha. Giờ là tình thế thay đổi rồi nha. Trời ơi, tôi cầm con cá mập này rồi anh em ơi. Ngon nhào vô. Trời ơi, ngon nhào vô. Ơi, bắn ghê bạn. Trời ơi, bắn gì dữ vậy? Này thì bắn nè, này thì bắn. Bắn tôi. Mấy bạn kia kêu bắn để hồi sinh vô tử mình hả gì đó. Ý, 1000 máu. Quá đã luôn. 1000 máu tự nhiên đi đâu vô trong đây chi. Trời, không hiểu luôn á. Tôi đâu có cục 500 đâu mà sao cứ đi theo tôi hoài. Mỗi lần cầm con cá là cứ nhào nhào vô, không hiểu luôn á. Không hiểu không anh em à. Bởi vậy tao nói không, tôi đâu có muốn quánh đâu nè, không biết luôn á, cứ nhào nhào vô. Ờ, phải chạy như bạn này là được thôi. Rồi xong luôn, đưa tôi xử cho còn đỡ bị đó. Các bạn thấy chưa, bị đại bác bắn thấy chưa, cái nào đau hơn? Đại bác bắn là bay 100 mảnh luôn đó. Trời ơi, đây đúng rồi bạn ơi. Lại đi tới tôi nữa, thấy chưa anh em, lại đi tới, không hiểu luôn. Bạn kia vừa đi tới bị đập rồi mà bạn này lại nhào vô nữa. Tôi nói rồi mà tự nhiên tôi đứng đây, tôi không hề làm gì hết, có người tự lại kiếm các bạn. Nãy giờ ba thanh niên rồi đó, từ từ nha, nãy giờ có đứa rình đập đứng trong lùm nó ném bom. Rồi cái súng nữa rồi, có ai nhào vô theo không? Tôi đang đứng dưới đây. Bạn kia đang thập thò kìa. Ui ui, thấy mình đây rồi. Sao chĩa súng dưới đây vậy? Lại là đại bác. Đại bác nữa rồi, hình như có vẻ là mọi người thích chơi đại bác nhiều hơn. Thấy khá là nhiều bạn cầm đại bác luôn. Nhắm ghê, trồn ơi, quá ghê. Cầm đại bác nhắm quá trừ dữ luôn. Xạ thủ rồi. Mình tính bay lên nhưng mà thôi. Từ từ. Rồi, thanh niên top 1, he, thấy tôi rồi ha. Giả bộ lạng lạng lên trên đi, dụ tôi ra ăn đi xuống nè. Tôi núp nữa anh em à. 46 pin rồi. Ráng một xíu nữa, từ từ. Ráng ăn pin các bạn à, mới sửa được top 1 lần. Đó, ráng. Trời ơi, một khi mà tôi đã 99 năng lượng rồi là tôi tìm top 1 đầu tiên. Lên trên đây nha. Ý, làm gì vậy? Núp. Ui. Này thì bắn nè. Ơi, thải khí độc ra các bạn. Ơi, kẹp rồi. Rồi xong luôn, thanh niên nào vậy, top 3 hả? Không sao các bạn, bình tĩnh. Lên trên đây, trời ơi, trên đây là địa bàn của tôi. Đâu, có thanh niên này dám vô không? Thanh niên đâu rồi? Những bạn mà 99 binh sao dám vô đây anh em? Chỉ có những bạn mà mới vô, người ta không biết chỗ tôi núp thôi, người ta mới vô đây thôi. Đây, một bạn nữa. Quá trời, tới số rồi. Bị cá vàng dí mà không bắn, không đập được. Không được thì bị cá xanh đập. Cá vàng không đập thì cá xanh đập rồi, tới số rồi. Bây giờ mình đâu rồi, trời ơi, top 1 liên tục chào. Hi, Linh đó, xin chào cả nhà. À, chắc là đang lập bè phái kiếm người xử mình rồi. Cái trận clip trước là lập bè phái các bạn đó, đâu dám vô đâu, nhát. Ráng chơi lập bè phái ha.
lập bè phái đúng không? Trời ơi, đó như thanh niên này còn mạnh dạn bắn mình, thanh niên kia rén rén. Bạn top 3 này là đang lập bè phái đó đó, bạn top 3 đây nè đang lập bè phái với top 1 nè. Thấy hay nha, thấy hay nha, đâu dám lên đây đâu mọi người. Ủa ở đâu nút trong bụi cây cầm đại bác vậy? Cái cây đại bác nãy nằm dưới mà. Trời ơi, có vẻ nhiều bạn thích cầm đại bác. Giữ hà, giữ hà, xuống đây kiếm máu các anh em ơi. Đấy, có máu. Sự mấy bạn này có máu cũng đỡ nữa nè. Mình sẽ gom nhiều năng lượng vô. Mới có 62 thôi, top 1 là 99. Trời ơi, top 1 123 kill. Quá nhiều luôn rồi đó. Nãy mình không đi die là mình có thể là 100 mấy kill rồi ơi. Nhưng mà nãy mình bị bè phái của top 1 cho đi die nên là mình sẽ phải trả thù. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, quân tủ trả thù mình năm không muộn anh em à. Hiện tại đang bị dí đó, coi trả thù được hay không. Tao dí mình dữ vậy bạn, trời ơi mình làm quen đi. Trời ơi trước lạ sao quen, sao mà dí mình vậy. Lông đầu bò. Lông đã có bồn, trời ơi mà tôi nhìn sao ra chữ đó luôn á. Từ 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 mình tỉnh. Có thính, có thính, có thính. Ủa sao tớ một kêu người khác xử hoài vậy ta. Từ từ để mình xử cho. Top 1 ơi, để mình xử cho. Để kiếm top 1 xử các bạn. Rồi xong. Top 1 ốp rồi. Sao không để tôi xử cho. Vô đây chủ yếu là trả thù top 1. Và top 1 ốp rồi các bạn à. Hiện tại là mình còn rồi rồi rồi. Xử đồng đội cũng được. Đồng đội 99 năng lượng luôn. Oh my joy. Xử đồng đội được các bạn à. Được các bạn à. À tính chơi chiêu hả, tính chơi chiêu vô liều bắn tôi hả. Đâu rồi, đâu rồi. Tính chơi chiêu, ui ui. Rồi cầm con cá là xác định. Xác định rồi nha, xanh cỏ. Xác định xanh cỏ. Lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Đâu rồi. Chạy nhanh dữ trời. Hình như cầm cái con nó chạy nhanh hơn các bạn à. Ý. Cũng vui nào thì cũng tàn thôi. Ok, bây giờ tiêu diệt xong hết rồi, mình sẽ tiến tới số kill nhiều nha mọi người. Hãy chạy đi, chạy đi. Bây giờ tôi đang cầm một khẩu súng nhắm vàng đây. Trời ơi, AVK luôn. Trời trời, kế bên luôn. Không thể nào mà hóa tam ba bận được. Súng này tầm bắn nó xa hơn cái găng tay đỏ các bạn ơi, cho nên là nhắm có khi là bị chênh lệch rất là nhiều. Có một tia thôi à, tia nhỏ xíu luôn. Trời ơi, trong một khu vực. Ui, hai đứa. Ủa, các bạn thấy gì chưa? Hai đứa cầm đại bác bắn nhau, đứa chính giữa đi đây. Quá. Tôi vừa nhìn thấy cái hiện tượng hai đứa bắn nhau rồi đứa chính giữa đi đây luôn. Nè, các bạn coi lại nè. Đấy, trời ơi. Bạn chính giữa hưởng trọn luôn thiệt chứ. Công nhận quá cho người cầm đại bác luôn. Ui, sát thương cao không trời. Một bạn ăn năng lượng nữa. Không có súng mà ăn năng lượng rồi. Chắc chắn là hồi sinh vô lấy năng lượng. Hồi sinh vô nhiều. À, năng lượng đúng rồi. Lấy tới bạn, trời ơi, bắn mình luôn cơ. Ý, cây này khẩu này cầm bắn xa thiệt. Có ai núp lùm không? Trời ơi, hàng chi. Nãy thấy một bạn núp lùm. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Lại nữa, khúc này hồi sinh nhiều rồi. Rồi, mới đó mà đã gom năng lượng được 1000 máu rồi. Chạy anh chơi rồi, bạn đó khá là hay đó nha. Chạy lên trên, trời ơi sao đứng đây. Rồi xong luôn. Hiểu luôn, mới khen luôn. Ý, súng lửa. Súng lửa, trời ơi. Xém rồi, xém bị thiêu đốt rồi. Quá trời rồi Dũng ơi, quá trời rồi, quá trời. Ui, phải chi là tôi để còn 8cc, 8 giọt máu ở đó coi bạn đó đi đâu. Đi đâu về đâu. Mà cũng nhiều năng lượng ha, khúc này là quá trên năng lượng luôn nè. Trời ơi, kho báo đây, kho báo đây mấy bạn ơi. Kho báo đây, lên ăn liền. Một đống tài nguyên luôn á, thiệt chứ quá trời. Gặp mình cũng ăn nữa các bạn. Ăn xong rồi vô hồi sinh, có sẵn năng lượng để dễ xử. Chứ mà kiếm nhiều năng lượng rồi bắn hộp quà nữa nó lâu lắm. Xuống này nha. Ý, trời ơi, nhanh đi. Bắn nhanh trời. Không tính kêu luôn.
Vậy là bạn đó thích bị thiêu đốt hơn là bị nhắm rồi. Ôi ôi, trời ơi, ăn năng lượng rồi cơ. À, hai đứa này tính bàn tính kế hoạch gì đây? Mình vừa mới đi xuống thôi đã có người ăn rồi, quá dữ luôn. Chắc là nãy giờ canh nè, nãy giờ núp lùm canh tôi hay sao rồi nè. Hello. Hi, Linh đó, xin chào cả nhà. Trời ơi, cái tên làm nên thương hiệu hả ba? Ủa có hát không vậy ba? Minh ơi, 999 hát hả? Vậy là có hát không? Hát chua để biết đường tính nè, tôi đi like luôn cho rồi. Có hát không vậy? Trời, mới vô luôn, mới 35 kêu nè. Nãy giờ mới 35 kêu thôi anh em à. À, ráng ráng lên nhiều kêu xíu nha. Trời ơi, tầm này là tôi chơi được 1.000 kêu luôn đó. Gãy 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 sớm quá. Nhưng mà được nha, tại vì mình hiện tại là mình không có mất hồi sinh. Hồi sinh là còn nguyên luôn. Tại mình top 1 mình bỏ xa top 2 quá rồi. Trời ơi, mà top 2 gom năng lượng cũng khá là nhiều á. Không có ai, không có người nào gom năng lượng thì thế nào à? Các bạn khác cũng gom thôi. Buộc là mình phải kiếm những bạn nào năng lượng mình xử trước. Chứ còn mình top 1 mà mình đâu có ăn năng lượng nữa đâu. Năng lượng còn quá trời, không ai ăn. Thì cũng sẽ có người ăn. Nhưng mà nếu có người vô ăn thật nhiều năng lượng rồi gây chiến thì một mất một con thôi. Cuộc chơi mà mọi người, một mất một con thôi biết sao giờ. Thanh niên là top 2 nãy giờ ăn năng lượng khá là nhiều luôn á. Mà cỡ này thì mình có thể chơi được khá là nhiều kill, ngoại trừ cái việc là hát vô thôi. Nếu là hát vô là bó tay, bó tay chấm cơm chấm nước tương chấm nước mắm luôn. Hên nha, tự nhiên cái màn này không có hát. Nãy giờ vô quá trời màn nào cũng có hát hết trơn. Ý, mấy bạn mới vô mà bắn rồi biết sao giờ trời. Rồi rồi rồi, ăn năng lượng. Mà trò này phải tự lực cánh sinh thôi. Xong rồi nè, tôi bị lắc rồi nè, wifi yếu rồi. Rồi 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 rồi. Quá trời bắn. Vô cái con sông này là ô tô đi chậm mà mọi người. Bạn cầm bơ các bạn phải đi chỗ nào có dễ dễ đường né như là mấy túp lều rồi đó. Không thôi là bị bắn sấp mặt. Ý, quá trời cầm bơm hay nha. Các bạn thấy không, cầm bơm rất là có ưu thế luôn. Nhưng mà các bạn này đi gần quá rồi. Cây súng mình cầm là bắn xa lắm mọi người, cho nên là phải đi xa với lại đi lại túp lều mới có thể thoát được thôi. Giờ mình bật chế độ hủy diệt nha các bạn. Vô. Ái chà chà, trời ơi, nãy giờ bắn quá đã luôn. Nếu mà anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, mình đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông nha. Oh my goodness, trời ơi, hát vô các bạn ơi, 110 mấy kêu, 112 kêu rồi, hát vô xong luôn, xong tôi luôn rồi, hát vô lụm năng lượng, lụm hết trơn rồi, trời ơi, hiểu luôn nha, hiểu luôn rồi, xong luôn.
đang chơi ngon lành, hiện tại là mình chưa có bất một bạn hồi sinh nào hết mà hát vô rồi các bạn ơi. Nãy giờ đang xử các bạn top 2 này nè mà xong rồi hát vô là giờ đi đai cả hai rồi, không thể nào mà xử hát được hết nha mọi người. Hát này hình như hát bất tử rồi. Rồi xong, hiểu hiểu luôn, kết cục tới đây thôi. Đúng là rồi, hiểu rồi, hát hoạt động lên các bạn ơi, đúng là cuộc vui nào cũng tới lúc tàn thôi. Hiểu rồi nha, hát nhảy quá trời nhảy luôn rồi nè. Giờ có chạy cũng không có thoát nữa đâu. Top 2 ơi, xử luôn top 2 ơi. Tôi cũng sắp đi đai rồi top 2 ơi. Trời ơi, top 2 hồi sinh luôn hả? Trời ơi, đừng nói hồi sinh nha, hát vô rồi mà hồi sinh nữa. Cũng đi đai thôi. Ủa? Trời ơi, fan tôi mới vô hồi giọt lẹ em ơi, mới vô. Ao. Trời ơi, ao luôn cho rồi, đi hát tới nơi còn chơi gì nữa. Hiểu nha, 100 mấy kêu mọi người. Rồi. Trời ơi, cũng đáng xử mình nó kìa, hát tới rồi. Rồi bắn lia lịa Quái chà, thật sự luôn á, đang chơi ngon lành cành đào. Cuối cùng là 117 kêu. Nếu anh em thấy hay đừng quên like cho mình một like. Bye bye mọi người.